lâu về trước, một nhân viên văn phòng đi ngang qua đường ray tàu hỏa thì bị một đoàn tàu đâm vào, người bị đứt ra thành hai nửa. Do lúc đó thời tiết lạnh giá nên người phụ nữ vẫn còn có chút ý thức, cố lết nửa thân trên đi khắp nơi tìm nửa thân dưới của mình, nhưng cuối cùng thì cô vẫn chết thảm ở bên cạnh đường ray. Từ đó về sau, người phụ nữ liền hóa thành một oan hồn nửa người chuyên đi sát hại những người xuất hiện ở bến tàu lúc nửa đêm. Do nó thường xuyên xuất hiện với lưỡi liềm trong tay, vậy nên khi di chuyển sẽ cọ xuống mặt đất tạo ra tiếng kêu teke teke giống như thế này. Mọi người thường hay gọi nó là teke teke. Nếu như nửa đêm một ngày nào đó mà bạn giống như cô gái này, lúc đi ngang qua cây cầu vượt bên cạnh đường ray tàu hỏa mà nghe thấy đằng sau có tiếng teke teke, thì hãy nhớ rằng tuyệt đối đừng có quay đầu lại nhìn. Cô gái này không chịu nghe lời khuyên, không kìm được sự tò mò mà cứ quay đầu lại xem là thứ gì đang phát ra tiếng động. Kết quả là đằng sau chẳng có một bóng ma nào cả. Bỗng dưng có một cơn gió thổi tới, thổi đầy bụi lên mặt của cô gái. Cô gái thấy hơi xúi quẩy nên quay đầu lại định chuồn lẹ. Ai ngờ tiếng động kỳ lạ lại một lần nữa vang lên. Cô gái sợ tột lùn co giò bỏ chạy thục mạng, nhưng teke teke cứ đuổi sát theo phía sau. Cho dù cô gái có chạy nhanh như thế nào thì cuối cùng vẫn bị teke teke chém đứt người. Ngày hôm sau, sự việc cô gái bị sát hại đã được đưa lên bản tin. Đúng lúc nữ sinh Kana và hai người bạn xem được, Kana ngây thơ thấy hơi tò mò, không biết hung thủ là ai mà thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Cậu bạn Usumi hiểu biết sâu rộng đã đem truyền thuyết đô thị về oan hồn nửa người kể cho Kana nghe, còn nói rằng nếu như gặp phải teke teke thì tuyệt đối đừng có quay đầu lại nhìn nó. Nếu như mà quay đầu lại nhìn thì cho dù lúc đó chạy với tốc độ ánh sáng chạy thoát được teke teke thì 3 ngày sau cũng sẽ bị nó tìm tới tận nhà để giết chết. Nghe thấy vậy, Kana liền bật cười phớ lớ. Cô không tin vào dăm ba cái truyền thuyết đô thị gì đó, trừ khi là cô tận mắt nhìn thấy. Nhưng Kana không thể ngờ được rằng mình lại nhanh chóng bị vả vào mặt như vậy. Tối đó Kana và cô bạn thân Ayaka cãi nhau vài câu rồi tức giận mỗi người đi một ngả. Ai ngờ Ayaka lại một mình đi lên cây cầu vượt mà teke teke thường hay xuất hiện. Ayaka nhanh chóng nghe thấy tiếng teke teke, cô giống như cô gái trước đó không kìm được mà tò mò quay đầu lại nhìn. Kết quả là bị teke teke chém đứt đôi người ngay tại chỗ. Tin Ayaka bị sát hại làm cho Kana nghĩ lại còn thấy rùng mình. Lúc bị cảnh sát hỏi thăm, vì không muốn rước họa vào thân nên cô đã không nói thêm gì cả. Nhưng trong lòng Kana vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy vì chuyện tối qua họ đã cãi nhau. Buổi tối Kana mua một bó hoa lên cầu vượt để tưởng nhớ bạn thân. Ban ngày không đi, buổi chiều tan học xong đi cũng được mà sao cứ phải nhằm buổi tối mà đi nhỉ? Quả nhiên là một cơn gió thổi tới, Kana bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn. Bên tai cô bỗng dưng vang lên tiếng teke teke, Kana bỗng dưng nhớ ra lời mà Usumi từng nói trước đó. Chỉ cần không quay đầu lại nhìn là sẽ không sao cả. Vì thế cô liền lập tức nhắm mắt lại, còn teke teke quả nhiên là đã đi tới. Gặp phải hồn ma nửa người không cần phải sợ, nhắm mắt lại không nhìn nó là được. Kana nghe lời ghê á, con ma teke teke này cũng chưa bao giờ gặp được cô gái nào điềm tĩnh thế này. Nó không kìm được sự tò mò mà thò đầu sang nhìn Kana. Cô bé cũng có tí kinh nghiệm trong ngành đấy nhỉ, cơ mà teke teke giết người vô số, cô chỉ nhắm mắt lại không quay đầu lại nhìn là có thể thoát chết được sao? Chỉ thấy teke teke giả bộ bỏ đi để cho Kana nới lỏng cảnh giác mở mắt ra đứng lên. Chính vào lúc Kana chuẩn bị rời đi thì teke teke lại phát ra giọng nói của Ayaka ở sau lưng. Lần này thì Kana không thể kìm được nữa mà lập tức quay đầu lại nhìn. Kết quả là chẳng thấy bóng dáng của Ayaka đâu cả mà chỉ thấy có một con ma nửa người. Teke teke đã đạt được mục đích, Kana trúng kế lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng, chạy còn nhanh hơn cả lúc bị chó đuổi. Kana khá là may mắn giữa đường gặp được Usumi đang đạp xe. Cô lập tức nhảy luôn lên xe bảo Usumi mau đạp đi. Usumi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng hoảng hốt sợ hãi của Kana nên cứ đạp lẹ đi cho rồi. Teke teke cứ đuổi sát theo sau xe, không thể ngờ được rằng Kana lại tự dưng gặp may. Cuối cùng thì Kana và Usumi đã bị ngã sấp mặt lợn vì đạp xe quá nhanh. Còn teke teke cũng vì hai tay không chạy nhanh được bằng bánh xe nên tạm thời từ bỏ việc truy sát Kana. Cùng lắm là 3 ngày nữa quay lại giết sau cũng được. Cũng vì chuyện lần này mà Kana cảm thấy đúng là mình kiến thức hạn hẹp thật. Nhưng nghĩ lại thì lúc trước Usumi từng nói rằng cho dù lúc đó có thoát được khỏi sự truy sát của teke teke thì nó vẫn sẽ tới tìm. Kana vì muốn giải cứu chính mình nên đã đi tìm các thông tin có liên quan tới hồn ma nửa người. Suy cho cùng thì cũng phải chết cho rõ ràng chứ đúng không? Kết quả không ngờ rằng Kana lại gặp được cô chị họ Ri cũng bị teke teke nhắm vào và sẽ phải chết sau 3 ngày nữa. Điều đáng nói là Ri học đại học chuyên ngành văn học dân gian, cùng chuyên ngành luôn rồi đó. Rất nhanh Ri đã lái xe đưa Kana đi tìm một giáo sư chuyên nghiên cứu về teke teke. Giáo sư nói với hai người họ rằng hồn ma nửa người này chết vào năm 1948. Sau khi biến thành oan hồn thì nó đặc biệt mẫn cảm với màu đỏ. Lúc này Kana bỗng nhớ ra là lúc chết Ayaka đã đeo ba lô màu đỏ. Hơn nữa cô gái đầu tiên bị giết cũng đeo móc khóa màu đỏ trên túi sách. Kana vừa cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời cũng thấy hơi sợ hãi. Giáo sư bảo trợ lý Takeda đưa hai người họ về quê hương khi còn sống của teke teke. Nghe người lớn tuổi kể lại, Kana biết được hồi còn sống teke teke tên là Kashima, là người đẹp nổi tiếng khắp 10 thôn 8 xóm. Sau đó quân Mỹ đánh tới, Kashima bị một nhóm binh lính ức hiếp.
Còn Kashima vì bị chảy máu quá nhiều nên từ đó về sau bị ám ảnh tâm lý, rất chi là ghét những thứ giống như máu. Sau đó khi thành ma rồi càng thấy ghét màu đỏ hơn. Anna và Riti rằng đã biết được câu chuyện lúc còn sống của TKTK nhưng vẫn không tìm được cách làm sao để thoát chết sau 3 ngày nữa. Chính vào lúc hai người đang tuyệt vọng đưa Takeda về nhà thì ai ngờ anh ta lại nói cho họ biết một cách để phá giải lời nguyền. Hai cô gái này sẽ phải chết sau một ngày nữa. Quỷ môn quan sắp sửa mở ra ngay trước mắt rồi. Takeda nói với hai người rằng vẫn còn có cách để phá giải lời nguyền. Nghe nói bia mộ của TKTK bị đổ rồi. Nếu như Kana và Ri đi dựng bia mộ của nó lên thì nói không chừng là có thể phá vỡ được lời nguyền đó. Hai cô gái nghe xong tuy rằng không chắc chắn cách này có đúng không nhưng trước mắt hình như là cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Hai người đi tới nơi mà Takeda nói. Kết quả là chẳng thấy có bia mộ nào cả. Hai người lập tức gọi điện thoại nhờ Takeda giúp đỡ. Ai ngờ Takeda nghe xong thì nói rằng hai người đã đi nhầm chỗ rồi. Bia mộ ở một hướng khác cơ. Kana và Ri suýt nữa thì chửi Takeda sấp mặt lợn. Sắp sửa hết 3 ngày đến nơi rồi. Hai người lại một lần nữa lái xe lên đường. Kết quả là nửa đường gặp phải một con xe tải cứ đi lù già lù dù lại còn chặn đầu xe họ nữa chứ. Ri bực hết cả mình đập hỏng cả bản đồ chỉ đường. Cuối cùng thì hai người cũng đã thoát được con xe tải chạy như rùa bò kia. Kết quả là lại đi tới một ngã ba đường. Rẽ bên trái hay là bên phải đây? Vào thời khắc quan trọng thế này mà bản đồ chỉ đường lại bị hỏng mất. Mặt khác Takeda lén đi tìm bản đồ cũng bị bảo vệ ấn xuống dưới đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. May mà Takeda vẫn còn nhớ là mình còn có mồm. Vì thế liền gào thét ầm ĩ vào điện thoại bảo hai người rẽ phải. Lúc Kana và Ri chạy tới chỗ bia mộ thì trời đã tối rồi. Nhưng may mà bia mộ nằm ở chỗ khá dễ tìm. Chính vào lúc họ thử đỡ bia mộ lên thì TKTK lại mang cơn gió của mình tới. Chính vào thời khắc nguy cấp hai người đã thành công dựng được bia mộ lên. Quả nhiên là gió đã ngừng thổi. Hai người còn tưởng là đã thoát được một kiếp nên thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà cách này lại chẳng có tác dụng gì cả. TKTK đang lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hai bà phá giải được lời nguyền rồi còn không mau chuồn lẹ đi mà cứ ngồi đấy cơ. Hai người lại quay về xe ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau. Tiếng TKTK quen thuộc lại một lần nữa vang lên bên tai của họ. Hai người quay đầu lại nhìn thì ối mẹ ơi, là TKTK. Ri nhanh tay nhanh mắt lái xe rời khỏi đó. Nhưng TKTK lại đuổi sát theo phía sau xe. Ri sợ quá chỉ hận không đạp được chân ga vào tới tận bình xăng. Kana nhìn ra được sự bất thường. Lần này hình như là TKTK càng điên rồ hơn. Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó. Oh my god, xe của bọn mình màu đỏ à má. Chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo. Kana phản xạ cực nhanh kéo mạnh phanh tay. Chiếc xe phanh kít lại xoay ngang chặn ngay ở giữa đường. Còn TKTK do không phanh tay kịp nên đã đâm sầm vào cửa xe bị bật bay đi mất. Kana và Ri nhân cơ hội xuống xe co giò bỏ chạy thục mạng. Hai người vừa chạy vừa vứt hết tất cả những thứ có màu đỏ trên người đi. Kết quả là chạy vào trong rừng thì hai người bị lạc mất nhau. Kana quay đầu lại nhìn thì thấy TKTK lại đang đi theo mình. Điện thoại trong túi váy của cô bỗng dưng đổ chuông. Kana rút điện thoại ra xem. Cô quên mất là điện thoại mình cũng có màu đỏ. Kana kịp thời quẳng chiếc điện thoại đi. TKTK cũng theo đó mà biến mất. Sau một đêm vật vã thì trời cũng đã sắp sáng rồi. Kana đã tìm được chị họ Ri cũng đang đi tìm mình ở trong rừng. Sau khi hai cô gái chắc chắn rằng người kia đã được an toàn rồi thì mới nở nụ cười yên tâm. Nhưng ai ngờ chính vào lúc Ri đi tới thì cô lại không cẩn thận bị cành cây cứa rách trán. Cô đưa tay lên sờ, máu màu đỏ. Lúc này tiếng TKTK lại một lần nữa vọng tới. Cuối cùng TKTK đã lao nhanh như chớp tới bắt mồi chém đứt đôi người Ri. Kana nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ quá hét ầm ĩ hết cả lên. Sau đó Kana vì bị sốc nên suốt ngày trốn trong phòng không dám ra khỏi nhà. Trong phòng cũng không được có bất cứ thứ gì màu đỏ cả. Không lâu sau thì bố mẹ đưa theo Kana chuyển nhà đi nơi khác sống. Có lẽ là đổi sang một nơi khác sống thì Kana sẽ dần bước ra được khỏi nỗi ám ảnh kia. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích thì đừng quên ấn like và theo dõi bếp nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.